Hello anh em, vót màn tang nữa nè các bạn. Má, cái trò mình đúng chuyện đó các bạn. Hết rồi nó lừa nhà mình rồi nó vô cái góc riêng tư của mình. Mình giờ không biết nói sao cho mấy thằng khốn nạn nữa. Cha luôn, quá trời. Mẹ cháu tao vậy mày. Cùng cái bà luôn á. Nó nói coi. Mấy thằng cùng mày với tao nói chuyện lúc nào cũng bị đó. Chứ giờ sao mày cũng bị mà mày nói vậy. Vót màn tang, xin chào mấy anh chị các bạn nha. Mấy thằng nó mất dạy vậy mày. Chứ sao mày chào vậy? Chào nó là quắc màng tang, xin chào. Mày phải nói những lẽ quắc màng tang gì nè. Mày phải nói là quắc màng tang ốp lậu sinh. Gì áo mỏ mà chịu lậu gì lậu sinh hả? Thì tưởng như mày làm cái gì. Đỡ bình tĩnh coi. Mẹ mày chờ thế thì chờ nào nãy như mày nhiều lần không? Chùa bữa giờ tao với mày sao cái đều giống như... Cái đều tao mà em có chứ đều gì? Giống như con diều nó kêu em măng 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 e e e e. Mẹ... Mẹ chờ cái đều tao với mày lúc nào cũng e e e e giống như con em vậy. Mẹ mình tối giờ tao uống nước mà tao ám ảnh luôn à. Tao được không dám uống luôn à. Tao ám ảnh luôn, bốn ngàn đồng tiền. Cái mạch của thằng tên y như là ông kìa. Mấy đứa nhỏ nó sợ ông kìa sao nó mềm mạch tên như trong y vậy á. Nói chung là quốc màng tăng ốp lậu sinh. Chào mấy cô dì chú bác số 14 tỉnh thành nha. Thì hôm nay là cũng bức xúc lắm. Chứ không phải bức xúc đâu. Màng tăng mẫn bức xúc vô cùng luôn. Mà hôm nay giành được cái mấy không biết làm cái gì mà mùa Euro này chắc trời nó vô kim cục tiêu quá chứ giờ khổ quá mấy anh chị. Trời gì cứ cái đầu giống như con ong á. Yeah. Luôn quá là coi mình ơi như con trâu con bò nó dứt muối nó đi đâu đi mà. Bỏ mũ hiểm vô mấy cái anh em bằng kiếm xe đạp mà thấy buồn không? Căng nạn vô cùng thấy tướng mặn này tướng quốc đâu phải dạng bình thường đâu. Dạng đẹp trai quần trắng chứ đâu phải quần rứt đâu mà đồ nó chơi thơ thám luôn. Em mua hiểm hơn là nó số phận nó giống tao nó chai lì vậy chứ không thôi là nó đi rồi nhưng không má thấy nó chết không mày mấy thằng đã mất dạy bây giờ tao mày kết hợp đúng rồi mày thấy không lừa thử nhà hàng giang nam tôi chắc nó thử quốc màn tang hoài mà nó đâu có bị gì đâu ừ đúng vậy mày tính ra mày vàng ở chứ mà vàng gì vàng mã mày đúng cái vàng gì vàng khi vàng mã mày nói như vậy chào quốc mà bình tĩnh coi quốc đi mà sao không. Hello các bạn, mình đẹp mới quay rồi nha các bạn. Nói chung mấy anh em có hiểu được hoàn cảnh lúc này hay không? Mày tình quốc bây giờ tao nói mày từ 4 giờ đêm tao bây giờ không biết cái nhà là cái nào. Bây giờ chỉ biết bờ cho buổi không? Bây giờ tụi bay bây giờ có còn nghĩ tình anh em hay không? Xuống lên đây đi, đâu anh em tao chờ lâu quá. Cho anh quân kỳ á. Ở mấy anh ở nè. Một hốc gia cơ. Mẹ mày cho quân lên suối này. Mày hiểu không?
ai nha. Mà cảm ơn mày luôn nhiêu? 20 triệu. Mua vô. Thôi vô, cho mày muốn 20 triệu. Người mà đã đi xuống như này. Mày xuống tại nhà. Mày quân tay bên nhà, tao cũng nô quân kia mà. Tao giờ đi, từ đó giờ đó, tao chết. Tao chết rồi, vừa rồi. Mày chết rồi, mấy đứa con mày bỏ cho ai? Ê, giờ, sao vậy? Lúc từ quýnh ông có biết là ông không có tiền không? Tôi nghĩ là bây giờ ông sống giờ lạnh thần rồi ông vậy. Tôi nhập vô thấy trên điện thoại cứ 1 sơ, 2 sơ, be sơ, đâu có biết sơ là gì. Sơ be 20 triệu, be 1 triệu, tôi biết sơ. Bấm trên điện thoại thấy chú. Rồi bây giờ ông giải quyết sao, ông điện cho người chơi thì chồng. Nghe chung tiền tôi thấy tiền hơi chút. Trời, tôi anh Mận á, anh biết không vậy đâu. Ông cái đầu ông ấy không có dưng cái đầu. Ủa anh, tao nói đó nè, ông quân 1 chiếc chiếc đầu, nó đi quân 2 chiếc chiếc. Mày lấy anh. Là coi như là từ tối giờ là anh với ông đi đếm anh cái gì. Em thiệt anh khuyên bảo ông, anh khuyên anh còn tố nước cho ông đi nữa. Vậy nên nói nào nghe nó cứ đi tiền tay bán nhà nghe vậy. Lúc đó giờ em hỏi anh nè, hồi tối đó anh điện cho em đi, em kêu là giờ nó quá rồi, cái đội đếm anh rồi nè, cho anh điện giờ này ông chơi xong xuôi rồi ông nợ tiền rồi. Tao có nghe nói nói chuyện ai nói 1 sơ 2 sơ bấm vô mẹ 2 sơ giờ nó lùi ra 20 triệu. Giờ tôi hỏi giờ ông nợ nè, đâu anh giúp đỡ được gì không? Giờ tao chân trên chữ giấy mình đi nên tao mới cần sự giúp đỡ anh em. Mà đã tính bốn người khác chưa hả? Chở con rồi cái điện, điểm cái cúp nguồn luôn bánh. Không, anh đừng nhắc gì từ nhà nữa, tôi nhớ nhà lắm ông yêu không? Tiền quốc nó cũng nhớ nhà hơn tôi. Đi bán xe rồi. Bây giờ sao? Có 1 triệu 2 triệu bạc là ai mua? Rồi ông có nghĩ là ông lấy cái gì ông đẻ không? Tiền. Tiền. Không, tôi lạy ông đừng có quỳ lạy tôi thiệt hả? Chưa ra cái tiền. Trời, anh em ra giúp đỡ người, bán xe ba trăm người ấy, có tiền. Chưa ra đâu, chưa ra đâu, đây, đây đâu. Bắt được rồi, mày ông không đúng rồi, này không bình thường ấy. Đúng rồi anh ơi, anh bị điên người sao vậy? Cờ lật kèo tan nát cũng chẳng còn có xe người ơi, bay đi bao nhiêu đồ tiêu tan. Hàn mới trong cuộc chơi giờ đây phải chấp nhận thôi, đừng dùng tiền để chơi bạn ơi. Giờ chỉ còn mình mày cái tiền lớn là cho nó bộ là giống ai nó đi đâu. Mẹ là phải mày cứu tay cho mà. Mẹ bây giờ tao biết nó làm sao, bây giờ anh em nó chạy hết cỏ rồi, giờ tao cũng biết cỏ nào nữa luôn. Không có giống đi đâu. Rồi chuyện như rồi sao? Giờ là em giúp anh xong rồi là anh uống nữa không? Không anh sẽ cho nữa không? Cột tay rồi. Ừ, đâu quên. Nói chú tao uống ai mừng sơ, tao biết ai mừng sơ lại. Anh biết 20 triệu nó nhiều cỡ nào không? Anh kêu 20 sơ, tao đâu biết ai mừng sơ lại gì đâu. Đây là 20 sơ. Sao mà uống quá rồi. Bây giờ rồi mấy trăm ngày đây mà tấu đây ông tung rồi, rồi nó lên nhà nó quậy ban trần như quán nào nó quậy ban trần luôn. Tao biết nó ra luôn. Ông cho mà ông nghĩ tới gia đình, ông cho ông nghĩ tới con tới vợ không? Ừ. Tao có nghĩ, nó có nghĩ trong đó nhưng mà nó lỡ bán mì quá. Giờ không biết nào mà giải quyết được. Ông lỡ bán 2 triệu rồi, ông bán 2 triệu. Tôi nói ông ở trong đây cũng có phần của ông mà ông đừng nói gì. Ông đúng cũng xúi dục như đánh này này đằng kia. Nhưng mà nó đâu có nghi tao, mày nó nghi tao là nó sống rồi. Mày biết tao quýt một tay bên kia chứ. Mày ông giờ đấy rồi nữa. Nó nghi tao là nó sống rồi mày hiểu không? Chứ đâu ấy là như uống. Mọi thứ là do anh đó. Mày cứ nói chuyện như vậy bây giờ cho mày không giúp được tao nhé. Thôi khóc làm chi khi chọn sải kèo, bóng đã lăn rồi nào đổi được đâu. Mày giống làm vậy, mày cũng chết đi, mấy thằng cờ bạc như mày vậy hút cái đuổi chết với mẹ đi. Mấy ông bưng rồi đây, ông đứa vậy là ông kia thò bưng ông tôi rồi sao mày nó nghe bá hại như mày ấy. Nó hối có chồng như mày ấy là đồ đều bằng tan cho nó banh, tụi bằng ông chừng mày thấy găng máu không? Cỡ vậy tôi mới chịu không? Mày chết đi! Kèo gì mà thua quá đau, kèo gì mà thua quá mau, mơ hiệp mộng mà tôi muốn nhảy cầu. Chết mẹ em! Chết mẹ gì mà mấy con quỳ nó biết bo mà chết! Mà nó yêu quá. Tao nấu chục rau rồi. Tao cho đi. Tao không.
Dạy 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 dạy. Hai ông nói làm sao anh lỡ hay sao đó rồi anh lỡ làm đầu hay sao tôi còn niệm tình mà tôi cho mượn đồ hai ông giàn cánh đây mà tôi tin nè giàn cánh gì giàn cánh giàn giờ ơi đó thôi giờ mà cho tao mượn cái thằng kiểu tía đâu rồi thôi giờ tao đâu biết nó bằng đâu tao đi cái nhà mình chơi ở tao là 20 mẹ tôi hỏi ông nè không biết 20 triệu không biết chơi mẹ cũng điện thoại người ta. Nhưng mà bây giờ ta nói này chỗ anh em nhà lỡ một lần thôi. Lỡ lần thôi bây giờ mày có giúp được hay không? Tụi mày chán đạo nhiều quá. Chứ bây giờ trong đêm nay không có nơi chuyện chắc. Nó làm đi chưa? Có đi mày khai triệu. Anh Thiên nó có tôi mới trả vợ nha. Có thằng nào bó cho tiền 20 triệu cuối rồi đi gì ấy đó. Đây nó quýnh nó cho nợ bữa trước bữa kêu lấy mà ông biết gì đâu ông nói. Ông giờ ông giúp ông bán xe bài gác ông giúp được không? Ông nói cái tụi đó ông biết gì vậy? Anh cho được anh gì ạ? À? Bán quán cà phê anh trẻ. Tao mượn được cái xe được chứ tao mượn trước rồi xe sao được. Chị bán gác, chị bán gác bán được rồi có mua lại như chiếc đó được không? Không được. Sao? Chị mua chiếc tao. Giờ bây giờ anh quát kêu anh hỏi sao? Nói làm sao vậy? Rồi mày cho tao mượn 1 triệu chứ trời anh em vẫn lỡ rồi sao mày cứ đòi tiếp lên cho được cùng đúng rồi. Thôi đi mà đâu mà sao cho mà coi. Vậy. Sao em không hiểu sao mà anh không biết gì hết mà anh đi quýnh vậy? Em thấy thấy mấy cái ngàn bị thờ tao hiểu ai bị thờ lại vậy? Em cùng tiền mới nhiều chứ. Mà tao cũng không biết cái đội nào đây đội nào, tao biết áo đỏ với áo xanh đâu vàng vô chính mà tao biết cái đình nào đây nào cái nào ấy. Mày thấy không? Bây giờ nó quýnh mà tao nó phải đi gánh mà hiểu đâu? Anh Vương mày gác không hiểu được. Mày giúp tao một lần thôi tiền. Có giờ nhảy bon rồi mày uống hương đó đâu? Nhắn tin cho ông Mẫn là ông Mẫn đại diện đi quýnh cho em một người khác nữa. Khác nào thì ông giết anh em ông Mẫn. Ừ. Chứ anh em bây giờ nó không có quýnh nào, nó có cổ tao rồi. Nó biểu tôi quýnh này cho ông thì mình nghe với ai ngờ mà, đâu rồi. Mà nó giúp Mẫn cái đứa chỉ còn một chồng. Anh Mẫn đèo nèo, anh nói không anh Quốc, anh cho xong rồi, anh báo hại anh em. Anh tìm anh em được cái gì trong đây. Ừ. Mà bây giờ hai anh lớn em nhỏ anh Phương á bây giờ quê nói thôi mình ngồi gián đạo mệt quá bạn quê cái cơ mà kêu anh Phương thấy không anh em mình đang ngồi nói chung là bây giờ cái như anh Phương giúp chưa mà gọi điện cho cái thằng Trung Tri Châu nè quê gọi đó. Mà giúp cho ông bây giờ nó nhớ nhà lắm đâu hiểu không giúp tiền bạc tôi có đâu giúp bây giờ nó nhớ nhà bây giờ cứ ôm bị bụi rồi xong nước vậy mày ổn với cò với cò là anh gì ừ cứ theo đi không, từ nào em hiểu bắt đầu rồi.
Thôi có cho nó mượn thôi. 20 triệu đúng không? Chân lẽ 10 chiếc 2 cầu đi. Rồi bây giờ đưa 20 triệu rồi tối nay quýnh tiếp đi. Thôi sao? Tiền đâu đó quýnh. Thầy nghĩ tiền đâu quýnh. Ấy là 20 triệu sao tối nay quýnh rồi chứ sao? Tiền đâu quýnh. Tôi nói đây là lần đầu tiên như là lần cuối cùng nha anh Quốc. Anh mở. Chưa bây giờ lần đầu như là vui thôi. Rồi 20 triệu tôi rồi mấy ông chừng nào trẻ. Bây giờ ông đang trẻ 3 triệu. Ừ, 20 triệu. 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 Tôi có 5 triệu đây à, đưa trước cho tè đi. Đậu không sao có tiền. Rồi ngày mai á, nói rồi tè ngày mai á, rồi là em có tiền em gọi anh sao. Được chưa, bây giờ đưa trước 5 triệu đưa cho người ta. Còn 20 triệu tôi á, mẹ tôi cho mấy ông 3 tháng đợi tè á. Mẹ không... Bây giờ tiền đâu cha, 3 tháng rồi cho ta 5 tháng này đưa đòi đắp tiền thôi chứ. Rồi 5 tháng cũng được. Nhưng mà 5 tháng đó là 1 tháng phải trả 4 triệu cho đủ. Chứ không phải trẻ một lần, ông không bao giờ có tiền trẻ một lần đâu. Má bắt mẹ đi tìm tiền mà được rồi rồi hai phần tư. Không có lấy lãi mà giờ rồi qua 3 tháng chịu rồi nhé. Giờ này mà ông mơ miệng ra lãi lãi ấy. Rồi ông còn anh em không? Có, tiền đó là bên mà nó đưa lãi. Ông không ngừng, ông tốt, ông xe tại cho ông. Giờ ông bán miếng không cho đi mượn, ông bán tiền mà gác không cho đi mượn. Giờ này ông còn ngầu đó, ông nói không? Nếu ông đem nó không biết tưởng, ông đi quất con đầu. Giờ này không. Tôi nói que vụ đây á, ông đừng bao giờ mà ông cho bò đi tôi thiệt, ông báo hại anh em quá. Thôi mình đi về đi. Thôi mày, tớ nó đi lại nó làm. Không cứu, cái gì việc gì cũng tử. Cảm ơn em đi. Dạ. Chiều tôi về tới 15 triệu đó. Chúc là giờ nửa tiếng chiều tao lấy 15 triệu nữa trẻ cho xe thế giờ này nhớ nhà lắm rồi. Không biết cái nhà này cái chỗ hướng nào nữa giờ luôn. Wow. Nó đi chơi, nó đi chơi. Đi chơi đi đâu rồi? Đi đâu vậy? Gì? Sẵn sàng. Nhảy đi. Tăng. Nhảy đi bậy. Sao đêm nay kêu trên ăn nha, mong cho đêm mai kêu trên ăn luôn. Chơi chưa bao lâu mình bay Honda, chơi chưa bao lâu mình bánh xe hơi già. Và báo đăng nhiều kêu quá khiến cho mình rối ren. Tiền đâu mày này. Mày thấy tao cho hộ mày thua tao tiền nó như tiền mày đang sợ mày điên ngày quá ché cho nó chứ ché từ từ mình nói chung mình không có chung mà từ từ mình ché lâu cái gì ché hai chục ngàn trăm ngàn cũng được cụ ché nó bốc cháy chết làm sao chị cháy chuyện đó chuyện của nó. Nãy giờ mặn với Hùng Quốc không chứ nãy giờ le dữ quá không can coi không không nhưng mà được 20 triệu. Mình không tin nha các bạn, mình tin hai quần đây nó thu quanh. Ủa, tao bỏ trên bờ ta ly không? Nãy mày xuống đây mà.
Mẹ, nó đồ kì đâu vậy? Mẹ, tụi đi kiếm thôi bạn. Chi đâu vậy? Chết rồi. Mẹ. Mẹ, chị mắc kì nữa rồi tao chi. Muốn chi lại chi mày? Chị, mày. Tao mày, tao đi bộ gì vậy nè? Sao tự nhiên ai lấy chi mình không? Đều, đều. Ai điện vậy? Sao tên? Nãy mày đưa 5 triệu cái xe mày lái luôn rồi anh. Chết mẹ rồi tao biết không? Mẹ. Người thân tiền sẽ mua được hết, nhầm rồi không dễ gì mua đâu. Có người cứ sống và tham lam. Vậy bây giờ sự việc đây sao? Cho nên treo chú nào chứ kia vậy? Mẹ đó. Đồ, bây giờ tụi tao đâu có biết. Đây tiền. Tụi mày còn giữ tiền không? Đây rồi, đây rồi. Sao bây giờ mà chạy trước mà chớ tụi tao về chứ giờ sao? Giờ 5 triệu đây này tụi tao giỡn á, tao chưa chớ tụi tao về. Mẹ ơi, chị có rồi đây. Tao còn giỡn 5 triệu mà điên hay sao mày? Mày biểu tao nó đi bộ lên nhà mày á, giết mày luôn á. Mẹ ơi, giờ sao tao mày? Tao đưa tiền đâu? Giờ sao? Mẹ ơi, mày trả lại chi hả tao? Mẹ ơi. Mẹ ơi, giờ đi bộ lên nhà nó lấy chi giờ sao? Mẹ. Nói với mày cũng được chứ. Mày cho mày cho mày ra. Mày nói nè, tỷ điên tỷ dễ. Mấy cơ giờ nó lấy chi mẹ nào mượn về chứ rồi đâu tới lấy chi mẹ nào. Mày chạy vô mượn kiểu sao? Mày kiểu tới giờ sao? Mày giờ biết cái trò cái kiểu tầm lớn. Chúng lỗ tấu này chặt ra rồi mày đi Paris Banana tao luôn. Mày đi dạy đừng có trần. Mày cũng được.